Liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ 14 năm 2024 sẽ được tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên vào đầu tháng 8. Sự kiện này đang được đội ngũ những người làm báo hình trong toàn quân mong đợi. Hội nghị ban chỉ đạo, ban tổ chức liên hoan đã được tổ chức vào sáng nay đề ra để ra soát tiến độ các hoạt động chuẩn bị với sự chủ trì của Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng ban chỉ đạo liên hoan. Liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ 14 có các thể loại tác phẩm dự thi gồm chuyên mục, phóng sự, phim tài liệu, khoa giáo. Ban tổ chức bắt đầu nhận tác phẩm từ 20 tháng 6 đến mùng 10 tháng 7. Liên hoan truyền hình toàn quân là hoạt động báo chí ý nghĩa được Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức 5 năm 2 lần. Trải qua 13 lần tổ chức, các kỳ liên hoan truyền hình toàn quân đã thực sự trở thành những ngày hội tinh thần có ý nghĩa của đội ngũ những người làm báo hình trong quân đội. Đây cũng là nơi họ thể hiện rõ vai trò sung kích trách nhiệm, sự sắc sảo, chuyên nghiệp của những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng trong công tác tuyên truyền về các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, quá trình hiện đại hóa quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và trong cuộc đấu tranh phòng chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch phản động. Đây còn là nơi trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giữa những người làm báo hình trong toàn quân, góp phần nâng cao chất lượng các chuyên mục quốc phòng toàn dân, vì chủ quyền an ninh biên giới trên các kênh truyền hình của các tỉnh, thành phố và kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Bên cạnh các hoạt động chính như lễ khai mạc, quá trình chấm điểm các tác phẩm, lễ bế mạc và trao giải, liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ 14 còn có các buổi tọa đàm nghiệp vụ, triển lãm ảnh, triển lãm kỹ thuật công nghệ truyền hình, tham quan khu di tích lịch sử ATK, khu tưởng niệm thanh niên sung phong cũng như đi thực tế tại các nhà máy Z115, Z131, Z127 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Ban tổ chức cũng tổ chức các hoạt động trao tặng nhà tình nghĩa, khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, tặng thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn, tặng đồ dùng học tập, thiết bị giảng dạy cho trường học tại địa phương. Tại hội nghị, đại diện các cơ quan có liên quan của Tổng cục Chính trị, Đài truyền hình Việt Nam, lãnh đạo quân khu 1, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Thái Nguyên, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, Đài phát thanh truyền hình tỉnh Thái Nguyên đã chia sẻ kinh nghiệm tổ chức, thảo luận, đề xuất nhiều ý kiến cụ thể liên quan tới công tác đảm bảo an ninh, an toàn, đón tiếp đại biểu tuyên truyền, quảng bá về liên hoan. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đánh giá cao, biểu dương các cơ quan đơn vị có liên quan, đặc biệt là trung tâm phát thanh truyền hình quân đội với tư cách là cơ quan thường trực của ban tổ chức đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt tính tới thời điểm này. Đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh, Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo tổ chức nhiều kỳ liên hoan truyền hình toàn quân. Tuy nhiên, liên hoan lần này là lần đầu tiên quân khu 1 đăng cai tổ chức, diễn ra đúng vào dịp hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, nên sẽ là sự kiện ý nghĩa góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Ngoài ra, đây cũng là dịp cập nhật xu hướng phát triển của truyền hình hiện đại, giả soát lại hệ thống trang thiết bị, phương tiện của lực lượng làm báo hình trong toàn quân để đề xuất Tổng cục Chính trị có kế hoạch bổ sung phù hợp nhằm tiếp tục đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền trên các đài truyền hình địa phương cũng như trên sóng truyền hình Quốc phòng Việt Nam thượng tướng trịnh văn quyết yêu cầu ban giám khảo làm việc công tâm khách quan trách nhiệm để thực sự lựa chọn được các tác phẩm xứng đáng và lan tỏa các tác phẩm được giải phát sóng trên các kênh các đài truyền hình và trên các nền tảng số